Xin mời quý khán giả, Hành Nguyện đang test và giới thiệu về một bộ hát đỉnh cao đến từ hãng DB Acoustic có series LX8 thì đồng bộ cả súp anh nhá, 50 full 30 và máy đẩy đồng bộ luôn. Mời bác cùng nghe khúc Diễm Xưa do ca sĩ Trấn Thành thể hiện trên dàn máy này, rất hay anh em nhá. Mưa vẫn mưa bay trên tầm tháp cổ, dài tay em mấy thuốc mắt xanh sao. Hay quá. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hôn hôn cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buồn cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui, làm sao có nhau hàn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biển. Bác Anh chấm cho Thành với một like nhá, để sắp đặt nhiều bộ hát tiếp này anh em nghe và có nhu cầu hệ với em. Quá tuyệt vời luôn. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lãng. Thì cấu hình này là anh Nguyễn lắp một bộ combo đồng bộ của DB Acoustic có mã LX8 nhá, là một phiên bản cao cấp nhất và được tiếp thu lắng nghe của tất cả những khách hàng cũng như của tất cả anh em bán online trên Quốc để xây dựng ra một bộ hát vừa hồng một chuyên, đẹp về hình thức, hay về âm, độ bền học cao nhá, và nghe tiếng nhạc rất sạch sẽ, trong veo trong vắt và mềm mại. Theo kia thì không phải nói rồi. Mưa vẫn mưa bay trên hàng lá nhỏ, quá sạch sẽ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buồn cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui, làm sao có nhau hàn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biển đồng, làm sao em biết biết đã không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau rồi đã cũng cần có nhau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau rồi đã cũng cần. Quá tuyệt vời luôn nhá. Bây giờ em test một bản nhạc anh em cùng nghe nhá. Một bản Zumba nhá. Thì với cái dòng combo này anh em có thể nghe nhạc rất hay nhá. Tiếng test đánh rất sạch và gọn, lách tách và rất tươi, giải bass ấm êm mềm và thu âm cực kỳ rõ lời, lời rộng tiếng dài đấy, kiểu đúng đấy, cũng là đẳng cấp, thích hợp công nghệ mới nhất của thế giới để đưa vào cái bộ hát này anh em nhá.
anh làm thơ vô quy. Khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Vâng rồi, bây giờ em giới thiệu tổng quan với nhá. Thì đây là một cái bộ mà được nhập khẩu chính hãng, chính ngạch, mới cứng cọ các bạn nhá. Mới kinh cọ luôn. Một đôi loa DB Authentic có một đèn là LX82 bát 30 tép kèn, cái này là leo các bạn nhá. Và tất cả củ bát này nó nhập khẩu của hãng PV. Nó nhập củ bát của thằng Mỹ PV các bạn nhá. Và thùng là thùng gỗ cao cấp sơn sật polymer. Anh em xem này. Có chất luôn, công nghệ đến từ Mỹ, rất đẹp, họp cho anh em chơi chung cư rồi à, biệt thự rất là đẹp, đấy, LX82 và đi nó đồng bộ một quả súp nữa, LX87 luôn nhá, con này súp này, cái thùng nó rất đẹp, thiết kế như 718 luôn, sơn sần nhựa, đấy, chắc chắn luôn nhá, và hệ máy đẩy kia, bao gồm một con đẩy 4 kênh, LX8 chạy mạch HD, và chúng ta số cao cấp LXD8 một quản lý nguồn LXB8 và mic LXMI8 nhá. Thì bác thấy không? Một cái thiết bị mà nó đóng hộp như giống như là một cái chiếc điện thoại iPhone này và Samsung cao cấp, đó là iPhone 14 Pro Max ấy, hộp mở ngang nhá. Rất chi tiết này. Còn đẹp quá nhá, hộp mở ngang cực kỳ đẹp luôn. Nó xịn sò ngay từ cái hộp luôn. Và chất lượng thì bảo hành hãng 25 nhá. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với em. Cái bộ combo này phải nói là nghe hay bài đẹp, đôi bền cao quá nhá. Chào bác và chúc bác một ngày vui vẻ.